sông sổ nước chảy lão lại con đi thuyền, con thuyền đi lấy ý lênh đênh ngã mình tôi lên thác xuống hỉ gành. Mà vợ tôi như thế bà lành trong nghỉ khoang, nó để mình tôi chở dọc trèo ngang. Mỗi ngày mấy bận nó rành ràng trên nỉ môi. Kìa ông, ông lại nói xấu gì tôi thế hả? Tôi than cái thân tôi chứ tôi nói xấu gì mợ mà. Cái thân ông thì làm sao mà phải than? Lẽ ra cái thân tôi mới đáng than là phải. Thế cái thân mợ làm sao? Người ta thì thừa mạn thuyền đi sông, còn thôi than thở làm gì, trưa nay hết gạo rồi kia kìa. Hết thì làm sao? Hết thì liệu mà đông, chứ còn chờ ai nữa. Đông không tiền, không tiền, không tiền, không tiền ấy thì nhìn nó qua ngày, nhìn nó qua ngày, không biết nghề gì xoay. Tiền gạo hết chỉ biết đi vay, sống chết mặc hàng ngày chạy vậy. Tưởng con đi nhỏ con nhỏ khéo cày tôi mỏi ly, ông biết ông nói này là tâm không tâm không đi. Thôi thôi đừng trách nhau làm chi, duyên mà chẳng hợp thì mợ cứ bỏ tôi mợ đi. Mợ đi ngay bây giờ, tôi cũng không thiết nữa đâu. Ông đuổi tôi thật đấy à? Thì đuổi thật. Trời ơi, sao cái thân tôi nó khổ thế này? Chỉ vì trái duyên lỡ kiếp nên tôi đành nhắm mắt đưa chân. Cuộc đời tôi
bởi tôi căm, tôi giận kẻ bạc tình. Tôi chẳng còn thiết sống nên tôi mới gieo mình xuống khúc sông sâu. Sao ông chẳng để mặc tôi cho Hà Bá bắt thầu? Ông vớt tôi lên, ông vớt tôi lên bắt tôi phải sống. Ông để cho tôi sầu với cái kiếp hồng nhan. Tôi vớt mợ lên tôi nào đòi đền ơn trả nghĩa, nhưng mợ cứ khăng khăng nhất quyết ở lại cùng tôi không về quê nữa. Mới ba năm trời, mới ba năm trời mà mợ đã quên sao? Tôi trách thế gian còn kẻ sâu mận tôi đào, nên tôi mới đem thân này trao cho ông đó. Thế thì mợ ơi, mợ có lấy ai thì cũng một tâm mi chồng. Mà đêm đêm mợ cứ ấm thử tâm mi lòng của lão già xem. Gớm, ông kèm tôi như thể kèm kem. Gái này đã biết máu ghen ông già. Tôi không ghen à? Cái thân tôi như con cá mắm thế này, còn mợ thì lúc nào cũng tươi hờ hớ như con cá nụ ấy. Tôi không ghen, tôi không ghen thì để cho mợ đâu ở với chồng mà chân ở với hàng xứ à? Này, tôi nói cho lão già hay, nếu tôi có già bởi bóng thì dẫu ông có lấy dây buộc lại, tôi cũng rất sợi tơ. Đứa nào nó hỏi gì thế hả? Người ta đang hỏi mìa đấy. Hỏi sao? Người ta hỏi có cá bán không bố con lão trai. Bố cái thằng cha chúng nó ấy. Kìa ông, đấy, cứ ở dưới thuyền mãi thì chẳng sao, hễ bước chân lên bờ là tôi chỉ cúi mặt mà đi, chẳng dám nhìn ai. Thế rồi một hôm, con mụ hàng xén nó mới mỉa một câu, làm cho tôi đau lòng ông ạ. Nó mỉa sao? Nó mỉa nằm đất với anh hàng hương, còn hơn nằm giường với anh hàng ca. Đấy cha con lão trại. Cha cha cái thằng bố chúng nói. Mà phải thôi mợ ơi. Mợ ơi, chẳng qua ấy là vô tình mà hóa hữu tình. Từ nay mợ cứ gọi tôi bằng câu với bằng mình cho nó xuân. Ôi trời ơi, đầu thì bạc hết mọi cái tóc. Đúng. Răng thì cái rụng, cái lung lay. Thì đã sao? Đêm nằm thì thở phì phà phì phào. Ấy thế mà bắt người ta gọi bằng câu với bằng mình. Có mà cụ cậu ý. Cậu. Mợ ơi, chẳng qua cái tính tôi nó hay thở phì phào, nhưng mà mợ xem,
mười đêm tôi chẳng để đêm mi nào mỡ nằm à xuống. Tôi chiều chuộng mợ, người chỉ còn như cái que củi thế này mà mợ vẫn chưa thỏa hay sao? Hay hay bây giờ mợ muốn gì? Tôi muốn ông buông tha tôi ra để tôi khỏi phải sống cái cảnh ngang trái này. Tôi xin ông ba chữ để tôi được lên bờ. Ba chữ à? Được, nếu thế thì tháo ngay hoa tai vòng cánh trả tôi rồi xéo ngay. Ông đòi tôi ư? Nếu thế thì tôi cũng nói cho ông già hay, ông trèo thì tôi trông, ông thả lưới thì tôi quăng chài, của chồng công vợ tôi không trả. Có trả không? Tôi không trả. À, nếu vậy thì mày sẽ biết tay. Mày sẽ biết tay nếu mày đã vậy ông cho mấy gậy. Mày chết đi à, bỏ đời mày chết bỏ đời cho chờ cái khói tiêu hỉ căng. Ôi giời ơi, mợ hãy tha lỗi cho tôi, cả giận mất khôn mà. À, thôi, bây giờ mợ cứ ở lại đây, đến khi nào khô vay áo rồi hãy đi, chứ ướt sũng như thế này, lại chỉ còn có một bộ lành lặn thôi. Sao lại mặc xác? Trời ơi, trông mợ hơ hớ thế kìa, thì ai mà làm ngơ cho được. Thôi thì tôi đau, tôi khổ, tôi cũng cam đành. Mợ cứ mang theo hoa tai vòng cánh, dứt tình mà đi. Lấy nhau chẳng cưới xin gì, thắp hương giải một lời thề là xong. Hầm hiu
phận ơi sao đây. Mà tôi đi đây, tôi đi đây. Kìa mà, mà nó trời ơi, tôi nào có van nài ép buộc. Trời cho tôi trời lại lấy đi. Tôi hỏi trời phàm lòng người nhân hậu giữa chốn mênh mông, bão giông trong lòng bao cay đắng. Ôi đất bằng nay nổi sóng, sao nỡ làm mì, sao nỡ làm mi tan nát đi lòng nghĩ tôi. Người mất rồi thì vàng để làm chi? Vàng như thế dao đâm từng khúc ruột. Mơ lại về với tôi à? Mơ không bỏ tôi à? Kìa, ông đừng nói thế, ông ơi. Chẳng qua là duyên số tại trời. Tránh xa cười.
kìa mợ. Sao mợ lại nói thế mợ ơi? Mợ đừng nghĩ quẩn lo quanh. Tôi chèo thuyền cho mợ thả lưới để kiếm ăn lần đi hồi. Không có mợ làm sao tôi sống nổi. Con thuyền này nếu chỉ một mình tôi, thuyền sẽ đắm mà người chìm trong đáy nước. Ông trời, ông ơi, tôi ngắm lại mình bơ vơ lạc bước đi, mà chẳng ai cười lưỡi hồ. Kìa mợ. Thôi, bây giờ mình hãy chèo thuyền để cho em thả lưới kiếm vài con cá. Chứ trưa nay hết gạo rồi, hồ dễ ai cho.